Chào tất cả các bạn, à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách copy dữ liệu khi mà đang lọc ra một cái chỗ khác và cái trường hợp mà chúng ta sẽ copy và dán cái vùng dữ liệu ở một cái nơi khác vào trong cái vùng mà chúng ta đang lọc, đang filter. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây là À, cái tình huống mà khách hàng có liên hệ với mình và nhờ mình hỗ trợ ấy, thì mình sẽ làm cái video này để thứ nhất là cho cái khách hàng của mình xem để họ có thể là làm theo và mình có chia sẻ lên trên này cho các bạn xem luôn trên cái kênh uh, YouTube của Excel Trần Cảnh các bạn nhé. Thế thì cái phiên bản của mình là phiên bản Excel 2016 thì nếu mà chúng ta mà copy ấy, uh, ví dụ mình muốn lọc một cái giá trị nào đấy Đấy, mình nọc vài giá trị Nọc vài giá trị ra chỗ khác Nọc vài giá trị sau đó mình sẽ copy chỗ khác Thì với phiên bản 2016 này Thì chúng ta chỉ việc bôi đen 2016 trở lên nhé Các bạn bôi đen và các bạn chuột phải chọn copy Và sau đó các bạn chọn cái nơi mà các bạn sẽ dán chuột phải Và chúng ta sẽ chọn bass là chúng ta đã copy được cái vùng mà chúng ta cần copy dễ dàng khi mà ngay cả những cái phần mà nó đang nọc thì chúng ta cũng không cần copy cái vùng đó tuy nhiên với những cái phiên bản thấp hơn nhé chúng ta không làm như thế này được phiên bản 2007 chẳng hạn chúng ta sẽ không chúng ta sẽ không dán chúng ta không copy và dán bằng cách như vậy được các bạn nhé với phiên bản Excel uh, uh, nhỏ hơn 2016 đó, có thể là 2010, 2013 cũng có thể là chưa chắc được Thì các bạn hãy thử nhé 2010 cũng chưa chắc được luôn Như 2007 thì chắc chắn không được luôn Vậy thì trường hợp với Excel 2007 Mà các bạn muốn copy cái vùng mà đang lọc đi chỗ khác Thì chúng ta làm như thế nào Đó, thì chúng chúng ta sẽ đi từng bước nhé. Đầu tiên, các bạn cũng sẽ bôi đen cái vùng mà các bạn cần copy này, sau đó các bạn nhấn phím F5 trên bàn phím. Các bạn nhấn F5 nhé, hộp thoại Go to nó hiện ra, các bạn chọn Special, sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mục là Visible cell only, sau đó các bạn chọn OK. Và lúc này các bạn sau đó các bạn mới chuột phải và các bạn chọn copy và sau đó các bạn mới dán ra chỗ khác, chuột phải và các bạn chọn paste là các bạn dán như bình thường. Thì đấy là phiên bản với Excel 2007 đó thì các bạn sẽ phải làm như thế thì các bạn mới có thể copy được cái vùng đang nọc ra chỗ khác rồi thì đấy là cái việc copy từ cái vùng đang nọc ra chỗ khác thì chúng ta làm như vậy rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta có một cái tình huống là chúng ta phải dán cái vùng dữ liệu vào trong cái vùng mà chúng ta đang nọc thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ giả sử nhé chúng ta cần phải uh, dán những cái giá trị ABC này vào một cái mã nào đó ở trong cái cột này mà chúng ta à, lọc nó ví dụ đây chúng ta có bốn cái mã ABC này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lọc như sau, mình sẽ chọn, mình sẽ lọc ra bốn mã. đương nhiên là à, những cái ô, à, cái số lượng ô mà chúng ta à, cần cần dán từ đây vào đây thì chúng ta cũng cần phải tương ứng cái số lượng ô nó tương đương tương ứng như vậy đúng không? Bây giờ mình cần phải copy bốn cái ô này để dán vào trong cái phần này thì chúng ta cũng phải có cái số lượng ô ở đây này và số lượng ô ở đây nó phải tương ứng bằng nhau các bạn chú ý nhé. Rồi, thế thì chúng ta làm như thế nào? Bình thường nếu mà chúng ta copy và mà, mà chúng ta dán nhé, copy này, sau đó chúng ta dán vào đây đúng không? Đấy, chúng ta có thể bôi bôi đen cả đi, chúng ta dán chuột phải này, chúng ta chọn bát này thì các bạn thấy này đấy nó báo lỗi ngay đúng không nó không cho rồi và trên mạng có rất nhiều cái cách hướng dẫn nhé đấy mình xem đều không hiệu quả Nhá họ làm như sau nhé họ cũng copy như thế này này đấy họ copy như này đúng không rồi sau đó họ bôi đen cái phần này đúng không sau họ f5 nhé f5 sau đó chọn bass uh, chọn uh, special sau đó tích chọn vào mục uh, visible cell only sau chọn ok đúng không? sau đó là sẽ nhấn cần chôn enter chẳng hạn đấy cần chôn enter thì không được đúng không? cần chôn enter không được đấy hoặc cần chôn e cũng không được luôn đúng không? đấy ví dụ như vậy và trường hợp tiếp theo là nhập dấu bằng đấy cho cái bằng bằng cái ô đầu tiên đó xong nhấn cần chôn enter đấy thì các bạn thấy là nó cũng được 3 ô thôi được 3 ô nhưng bây giờ quan trọng là chúng ta xem mở bộ lọc ra xem là nó như thế nào các bạn xem này đó các bạn thấy không ABC nó liền với nhau và những cái ô này là mình không muốn dán vào đây đúng không vậy là không được đấy với cái cách này là chúng ta không làm được như thế đấy mình trở lại nhé thế thì chúng ta phải làm như thế nào đấy có thể các bạn nghi ngờ với cái cách vừa rồi mình làm bây giờ mình làm lại cái cách vừa rồi cho các bạn xem nhé cách mình làm vừa rồi giống như mọi người làm là chúng ta sẽ copy cái vùng này đúng chưa sau đó chúng ta bôi phần cái phần mà chúng ta cần giá đúng không chúng ta nhấn F5 trên bàn phím sau đó chọn special đúng không sau đó chọn vào đây đúng không xong chọn ok đó thế thì nhá sau đó cần chôn e không được cần chôn enter không được luôn bây giờ mình nhập dấu bằng sau đó mình chọn vào cái ô đầu tiên này sau đó mình nhấn cần chôn enter thì nó sẽ ra được cái kết quả như vậy đúng không rồi mình xả cái bộ lọc này ra Các bạn xem này Đúng chưa Đấy là nó dán ABC nó liền tủ tỷ vào ba cái cái ô này Đúng không Nếu bây giờ mình sẽ Mình sẽ nọc những cái giá trị khác Để chúng ta kiểm tra xem là Cái cách đó nó có dùng được không ấy Các bạn hiểu không Đấy mình sẽ trở lại nhé Bây giờ mình không nọc những cái ô đấy nữa À mình thử nhé Rồi Mình thử ví dụ bây giờ mình uh, Lọc những cách nó ra Đấy nọc ô này này ô này này ô này này ok đấy mình nọc cách ra 4 ô đúng không chúng ta cần 4 ô này đấy chúng ta nọc cách nó ra nhé để chúng ta test một lần nữa chọn ok rồi bây giờ chúng ta copy nó này copy này đấy, xong chúng ta bôi đen phần này chúng ta f5 trên bàn phím chúng ta chọn special sau chọn visible only xong chọn ok này đó sau đó nhé chúng ta nhập dấu bằng chúng ta chọn vào cái ô đầu tiên và chúng ta nhấn cần enter trên bàn phím đó các bạn xem này đấy chúng ta mở ra đó các bạn thấy chưa nó chỉ được một cái giá trị đầu tiên và những cái ô tiếp theo nó không được đúng không đó vậy thì với cái cách đó là chúng ta không làm được không giải giải quyết được đúng không mà bây giờ chúng ta muốn nó phải chữ a nó phải vào đây này chữ b vào đây này và chữ c nó phải vào đây này và chữ d vào đây này các bạn hiểu ý với nhau đó thế thì mình làm như thế nào Đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đó, mình làm như sau. Đầu tiên nhé, các bạn để sử dụng cái cột trống ở phía ngoài này này. Các bạn để dấu bằng và chúng ta sẽ dùng dùng một cái hàm round như sau. Hàm round đấy, các bạn chọn vào cái cái dòng này. Đấy, Enter. Rồi sau đó mình kéo cái hàm round xuống. Lúc này, chúng ta đã có được cái số dòng, số dòng của... Uh, của cái dòng dữ liệu của chúng ta rồi Đây là những cái con số thể hiện là cái dòng đó Các bạn nhé Dòng rồi tiếp theo là gì? Nếu các bạn muốn nọc nhé, đúng không? Các bạn nọc bấm vào đây. Đấy, các bạn nọc này. Nọc giá trị bất kỳ nhé. Giá trị bất kỳ. Sau các bạn chọn OK. Thì lúc này chúng ta muốn thay thế, đúng không? Chúng ta muốn thay thế bốn cái bốn ô thôi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thay thế bốn ô thôi. Đấy. Thay thế bốn ô thôi các bạn nhé. Thì mình sẽ chọn bốn giá trị thôi. Một này, hai này, ba này, bốn. OK. Đó, rồi, như bây giờ cái ABC của mình nó đang bị ẩn đi Mình sẽ đưa ra cái vị trí khác nhé các bạn nhé Đưa ra vị trí khác này Để nó không bị ẩn đi các bạn hiểu không Đó, rồi, mình đưa xuống đây Rồi mình nọc nhé Nọc bốn cái giá trị nào đó thôi Đó Ok Đấy, bây giờ nọc bốn cái giá trị Nó, nó có bốn cái ô mà Mình muốn đưa bốn cái ô này vào đây Các bạn hiểu không rồi thế thì đây này mình các bạn thấy nó có cái số dòng của những cái ô mà chúng ta cần phải cần phải cái dữ liệu này thay thế cái phần này thì chúng ta làm như sau các bạn sẽ copy copy những cái con số này này các bạn để trước những cái giá trị các bạn cần dán chuột phải chọn bass special value các bạn chọn vào đây sau đó nhé tiếp tục các bạn sẽ dùng một cái hàm viên cấp ở đây các bạn dùng cái hàm viên cấp cho mình nhé đấy để các bạn sẽ viên cấp cái số này Đấy về nó cấp cái giá trị này lên các bạn nhé Cố định nó Số 2 Và số 0 E OK Đó Và các bạn kéo nó xuống các bạn nhé Kéo nó xuống Các bạn thấy chưa Đấy kết quả đây Rồi Bây giờ mình nhả bộ lọc ra Tiếp theo mình sẽ nhả cái bộ lọc ra này Rồi Đơn giản nhé Nhưng bây giờ từ từ Bởi vì đây là Cái ô này nhé Mình đánh tô màu để cho các bạn quan sát nhé A này B và C này, ô này này. Để nữa chúng ta thử làm xong, à, chúng ta kiểm tra xem chúng ta làm có đúng hay không ấy. Các bạn hình hình dung không? Đó, đấy. Những cái ô màu vàng này đúng không? Rồi, thế thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ bôi đen cái phần kết quả này. Đấy, kích thước của nó bằng cái phần mà chúng ta sẽ dán đúng không? Từ đây đến đây là nó kích thước bằng nhau đúng không? Đó, chúng ta bôi đen và chúng ta chuột phải chọn copy và chúng ta sẽ dán sang bên này. Chúng ta bôi đen nó. Và chúng ta không dán bình thường Chúng ta sẽ chuột phải Chúng ta chọn Bass Special Đó, hộp thoại này nó hiện ra đúng không? Các bạn phải dán giá trị nhé Các bạn tích vào phần Value này Và các bạn tích vào cái phần Skip Blank Tức là bỏ qua những cái ô trống Chúng ta không có copy cái phần ô trống Sau đó chúng ta chọn OK Đấy, các bạn thấy chưa? Là toàn bộ những cái dữ liệu này nó được đưa vào đây rồi đúng không? Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, Bảo đảm các bạn tìm ở trên mạng không có ai hướng dẫn như mình. Đó, thì đây là mình đã hướng dẫn cái tình huống thực tế. Đây là khách hàng phải trả tiền cho mình để mình hướng dẫn cho cái tình huống mà khách hàng đang gặp phải và họ cần phải xử lý rất nhiều dữ liệu kiểu như thế này. Đó, các bạn hiểu cái cách mình làm không? Đó, nếu các bạn không uh, chưa hiểu các bạn cứ xem lại. Cái cách mình hướng dẫn vừa rồi để các bạn thao tác và các bạn làm theo, các bạn sẽ làm được thôi Nếu các bạn gặp vấn đề về trong Excel mà các bạn không biết xử lý, các bạn có thể liên hệ với mình để Theo số điện thoại, thông tin mình có để dưới cái phần mô tả của video này Mình là Mr. Cảnh Excel, cảm ơn các bạn đã uh, theo dõi cái kênh của mình Và uh, nhớ uh, đăng ký và uh, cập nhật, mình luôn cập nhật những cái tình huống trong thực tế Và các bạn sẽ học được cái cách xử lý nó đó xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo